Không có điện thoại học online, cậu bé đẩy xe bán rau phụ mẹ, đôi chân khiến tất cả đau lòng. Đón đoàn người dân trở về tránh dịch, câu nói của đồng chí công an gây nhói lòng. Trên hành trình hồi hương chạy dịch, cậu Lạc mất cháu ruột. Bị mỉa mai, giàu vẫn nhận tiền hỗ trợ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung bức xúc. Bà Trùm Đại Nam đòi quản lý cố nghệ sĩ Phi Nhung trả tiền cho Hồ Văn Cường. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp trên kênh Tin Tức Việt và ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng đón xem. Thưa quý vị, không có máy tính hay điện thoại thông minh, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn lâm vào thế bí khi chưa biết phải xoay sở như thế nào để con em có thể tham gia học trực tuyến trong mùa dịch. Thậm chí nhiều em nhỏ đã phải tạm gác lại con chữ bên lề đường, nhọc nhằn cùng bố mẹ mưu sinh vượt qua giai đoạn khốn khó. Câu chuyện của một cậu bé nghỉ học đi bán rau muống phụ giúp mẹ sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến cho nhiều người cay mắt. Tài khoản Facebook có tên là T Quân đã đăng tải câu chuyện cho biết chị gặp em nhỏ khi đang trên đường đi mua đồ ăn sáng. Nhìn dáng nhỏ, ì ạch đạp chiếc xe rau thấy thương, chị Quân mới gọi lại mua giúp bé. Đoạn hội thoại của chị với em bé khiến cho nhiều người chạnh lòng. Sáng mình đi mua bún chả, ngoài đường trời mưa lất phất. Thấy phía trước có chú bé đạp xe kéo theo cần xe rau muống ngộ quá, có gắn cái bảng rau muống bán. Con không học hay sao, giờ này đi bán rau muống? Con học online mà mẹ con không có điện thoại nên con nghỉ học đi bán rau phụ mẹ. Nhà con ở đâu, gần đây không? Dạ, con ở cuối đường 18. Cô mua hết rau cho con nha, rồi con về nghỉ hay lấy rau đi bán tiếp? Con bán xong về phụ mẹ đi lượm ve chai, cô đưa tiền lớn quá con không có đủ tiền để thối. Cô cho con đó, về mua bánh ăn nha. Dạ, con cảm ơn cô. Tò mò về hoàn cảnh của cậu bé, chị Quân mới hỏi một người dân ở quanh đó, người ta bảo thằng bé ngoan lắm nhé, lúc trước sáng nào cũng thấy hai mẹ con đi ngang đây, vừa bán vé số vừa lượm ve chai, mà không bao giờ thấy ba nó, hình như chỉ có hai mẹ con thôi hay sao ý. Dưới bài viết của chị Quân, rất nhiều người đã bày tỏ sự thương cảm cho hoàn cảnh cậu bé bán rau. Một số nhà hảo tâm cũng mong chị đứng ra làm cầu nối để có thể giúp đỡ em nhỏ được đi học trở lại. Chia sẻ với chúng tôi, người đăng tải câu chuyện cho biết chị gặp em vào sáng ngày 6 tháng 10 tại đường số 1, chợ Tân Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó, chị Quân đang đi mua đồ ăn sáng, thấy cậu bé đạp chiếc xe đi bán rau muống ngổ ngộ, chị rất thương. Thấy em nhỏ còn 4 mớ rau, mình gọi lại mua giúp, đưa tờ 200k mà em bé nói không có tiền trả lại. Mình bảo em cứ giữ lấy, mua bánh ăn. Em nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép lắm. Mới học lớp 5 nhưng không có điện thoại để học online nên nghỉ học phụ mẹ đi bán rau. Mà trời mưa nên nhìn chân nó lở nước, chắc do đi lại nhiều nữa nhưng cũng không có kịp chụp. Mình có hỏi cô bán bún chả gần đó, cô nói nhà bé ở gần đây. Trước có thấy mẹ đi bán vé số với cả ve chai khoảng 2 năm đổ lại đây nhưng không thấy ba em đi cùng. Chị Quân cho biết trong vài ngày tới, chị sẽ tới nhà em nhỏ để hỏi thăm. Nếu đúng có hoàn cảnh khó khăn, chị sẽ tìm cách giúp đỡ. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở các tỉnh phía Nam đang cơ bản từng bước được kiểm soát và bắt đầu thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội. Do vậy, nhiều người dân đi làm xa quê ở các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đã gói ghém đồ đạc trở về quê. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, nhiều tỉnh thành cũng đã lên kế hoạch đón người dân trở về quê hương, đồng thời có các giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch, an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó, hàng nghìn người dân cũng đã lựa chọn di chuyển quãng đường dài về quê bằng xe máy, nên cảnh sát giao thông các tỉnh cũng được tăng cường để dẫn đoàn về địa phương, bố trí vào khu cách ly, xét nghiệm, phân nhóm cách ly tại chỗ hoặc cách ly tại nhà. Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh lực lượng chức năng tổ chức đón đoàn người dân ở Đồng Nai về quê đã được chia sẻ lên mạng xã hội gây xôn xao. Một quãng đường rất là dài, có thể là cũng hơi trễ, nhưng mà thôi mong tất cả các cô bác anh chị là thông cảm cho địa phương cũng như là của Đồng Nai. Vì là mùa dịch nên ai cũng khó khăn hết. Chúng tôi đây là gần 3 tháng cũng chưa về nhà, mặc dù nhà gần đây. Đó, nói vậy để chúng ta đều hiểu với nhau như vậy. Thôi bây giờ trên quãng đường đi dài như vậy, anh chị cố gắng chờ. Trên quãng đường đi lâu như vậy, anh chị cố gắng chờ đợi khoảng một vài phút nữa để chờ một số người xe bị trục trặc phải đi vá vỏ. Sau khoảng 5 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát. Trên đường đi không có mong gì hơn, chỉ mong tất cả các anh chị, cô bác và nhất là các cháu nhỏ mạnh khỏe, an toàn trên mọi nẻo đường và về quê đoàn tụ với người thân. Xin chúc tất cả mọi người an toàn. Ngay sau đó, tất cả người dân trong đoàn người về quê đều dành một tràng pháo tay cho đồng chí công an. Trong những tháng dịch bệnh căng thẳng,
không chỉ có người dân gặp khó khăn khi địa phương thực hiện giãn cách, mà cả các chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông, dân phòng, tình nguyện viên cũng phải tăng cường lên cơ quan để trực chiến. Để đảm bảo kiểm soát dịch bệnh, nhiều cán bộ chiến sĩ đã kiên trì bám trụ tại các chốt chống dịch nhiều tháng liền, mặc dù nhà ở rất gần. Ai cũng có gia đình, cũng có nỗi nhớ nhà, nhưng họ đã gác lại tất cả. Vài ngày trở lại đây, hàng chục nghìn người dân lao động ở phía Nam đều lên đường về quê sau thời gian dài giãn cách vì dịch bệnh. Tuy nhiên, các tỉnh thành đều bố trí lực lượng, hỗ trợ, tiếp nhận chu đáo, bố trí ăn uống, đảm bảo đưa người dân về đến các địa phương an toàn. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm nay mùng 8 tháng 10, gia đình anh Phàng A Tủa, sinh năm 1985, trú tại huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, đã gửi thư cảm ơn đến lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu cùng Công an huyện Nghi Lộc về việc đã giúp đỡ tìm kiếm con gái mình. Theo đó, gia đình anh Tủa vào tỉnh Bình Dương làm ăn sinh sống. Dịch bệnh bùng phát nên gia đình anh cùng đoàn người dân ở tỉnh Sơn La bắt đầu hành trình trở về quê nhà bằng xe máy. Đến ngày 4 tháng 10, đoàn về đến địa phận tỉnh Nghệ An, mệt và đói nên đoàn dừng chân nghỉ tạm. Thời điểm này, con gái anh Tủa là cháu Phàng Thị Bầu, sinh năm 2010, đi trước cùng người cậu ruột là Giàng A Ly. Khi đến địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghệ An, vì quá mệt mỏi nên người cậu và cháu Bầu đã ngủ tạm dưới chân cầu vượt. Gần sáng, người cậu tỉnh dậy thì hốt hoảng không thấy cháu Bầu đâu. Tìm kiếm khắp nơi cũng không có tung tích gì. Gia đình đã nhanh chóng báo sự việc đến công an huyện Nghi Lộc để nhờ giúp đỡ. Tất cả các thành viên trong gia đình đều rất lo lắng, tìm kiếm khắp nơi nhưng không có bất kỳ tung tích gì của bé gái. Ngày 5 tháng 10, gia đình nhận được thông tin đã tìm thấy cháu Bầu trong một vụ tai nạn giao thông mà Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu đang xử lý. Khi đến nơi gặp được con gái bình an, anh Tủa rất vui mừng, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng Công an Nghệ An đã giúp đỡ gia đình anh tìm lại con gái mình. Biết được gia đình cháu Bầu có hoàn cảnh rất khó khăn nên trưởng Công an huyện Nghi Lộc đã trao tặng quà để hỗ trợ động viên tinh thần gia đình anh tiếp tục hành trình về quê tránh dịch. Mời quý vị cùng chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong gói hỗ trợ đợt 3 của thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cũng nằm trong danh sách người dân được hỗ trợ. Các địa phương thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút triển khai chi trả gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid. Quá trình chi trả gói hỗ trợ chậm nhất đến ngày 15 tháng 10. Trong đợt 3, thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng các đối tượng được thụ hưởng. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung phấn khởi khi anh cũng nhận được tiền hỗ trợ trong đợt 3 là 1 triệu đồng. Theo nam nhạc sĩ, trong hai đợt đầu, gia đình không nằm trong danh sách đối tượng được nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, sau khi chia sẻ niềm vui này, anh đã nhận phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Có ý kiến cho rằng nghệ sĩ không thiếu tiền đến mức phải nhận hỗ trợ. Thậm chí có ý kiến mỉa mai bản thân Nguyễn Văn Trung thuộc hạng nghệ sĩ giàu có tiền tác quyền âm nhạc, nhận được hàng trăm triệu mỗi tháng, chưa kể anh có nhiều nguồn thu nhập khác mà lại đi nhận 1 triệu đồng của nhà nước. Điều này khiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung vô cùng bức xúc, anh tâm sự. Bản thân mong những người dân nghèo, khó khăn, mất việc, tất cả đều nhận được đầy đủ tiền hỗ trợ từ cả 3 đợt, chứ không phải chỉ đợt 3. Anh cho rằng số tiền 1 triệu đồng không đáng gì với số tiền nghệ sĩ đã bỏ ra để giúp mọi người suốt mùa dịch. Thế nhưng không chỉ anh, vài nghệ sĩ đi nhận tiền đợt 3 cũng bị chửi bới. Không phải ai là nghệ sĩ cũng có nhà, có xe và giàu có như các bạn nghĩ. Họ cũng là những người làm công ăn lương, đi hát kiếm tiền, đi diễn kiếm tiền. Sân khấu đóng thì họ cũng mất việc như bao người. Họ cũng có những hóa đơn cần phải chi trả như bao người. Vì vậy, việc họ nhận 1 triệu đó có đáng bị chỉ trích mỉa mai hay không? Chỉ mong những người đang hăng hái chửi bới, không có ai từng nhận những phần lương thực hỗ trợ được trao từ tay của những người nghệ sĩ đi lăng xăng phát quà giữa mùa dịch. Nếu không, buồn đời lắm. Tác giả Con đường mưa bày tỏ. Anh cũng cho biết thêm, số tiền 1 triệu đồng được nhận, anh đã mua được 20 bịch quà trong một buổi tối để đi vòng quanh Sài Gòn phát cho những đứa trẻ khó khăn. Trước đó anh cũng bỏ ra vài chục triệu đồng chi cho các công tác thiện nguyện trong mùa dịch như hỗ trợ nghệ sĩ lớn tuổi khó khăn, mua tặng khẩu trang, đồ bảo hộ cho các bác sĩ tại bệnh viện. Anh cũng tham gia nhóm thiện nguyện, mua bánh, sữa cho các em nhỏ ở các khu nhà trọ, công nhân. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trước khi ca sĩ Phi Nhung đổ bệnh rồi qua đời vì Covid, giữa cô và con trai nuôi Hồ Văn Cường có xảy ra một sự cố đáng buồn. Câu chuyện Hồ Văn Cường 6 năm làm con nuôi đi biểu diễn chung với cố ca sĩ Phi Nhung nhưng không được hưởng thù lao, tiền thưởng 200 triệu thắng giải The Voice Kids cũng do quản lý, giữ đã tốn rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Câu chuyện này lại được đem ra bàn tán suốt những ngày tháng cuối đời của cố ca sĩ Phi Nhung. Nhất là sau lời hứa của quản lý thời điểm đó, khi Hồ Văn Cường 18 tuổi sẽ thanh toán. Mới đây, câu chuyện cắt xê của Hồ Văn Cường lại được bà chủ Đại Nam khuấy lên.
bà Phương Hằng thẳng thắn cho rằng nhắc đến chuyện Tiền Long vào thời điểm hậu sự của Phi Nhung chưa được ấn định, rất có thể dư luận sẽ phản ứng với mình. Tuy nhiên, bà vẫn muốn lên tiếng. Vì cô ấy mất rồi, nhưng bố mẹ của Hồ Văn Cường vẫn làm giúp việc, nhà nó vẫn dột. Mình không được phép làm như vậy với con người ta. Quản lý ít nhất cần trả 200 triệu tiền thưởng mấy năm trước. Với người nghèo, 200 triệu ấy là cả bầu trời. Gia đình Hồ Văn Cường đã được nhìn thấy bầu trời ấy chưa? Bà Trùm Đại Nam cho rằng mình lên tiếng không phải vì điều gì khác, mà chỉ vì đó là chuyện đạo lý. Trước những mỉa mai của một số dân mạng cho rằng nếu thực lòng yêu mến Hồ Văn Cường, bà có thể tặng tiền cho em thay vì động chạm đến mẹ nuôi của em ở thời điểm nhạy cảm như thế này. Tôi cho cũng được, 200 triệu với tôi không phải số tiền lớn, nhưng đó không phải là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ lên tiếng khi nào quản lý của Phi Nhung trả tiền cho Hồ Văn Cường thì thôi. Quyền lợi của em ấy, công sức hát mấy năm nay, em ấy phải được hưởng. Bà Phương Hằng cho biết. Hiện tại Hồ Văn Cường và ba mẹ vẫn ở cùng các con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Phản ứng trước ý muốn ra ở riêng của con trai thời điểm xảy ra lùm xùm, ba mẹ Hồ Văn Cường đều không ủng hộ và cho rằng đó là suy nghĩ bốc đồng của con trai. Họ khẳng định tất cả sống chung êm ấm với cố ca sĩ Phi Nhung như những người trong một gia đình, chứ không có gắn bó kiểu mối quan hệ kinh tế. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp trên kênh Tin Tức Việt và chúng tôi sẽ cập nhật liên tục những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất trong các bản tin kế tiếp. Mong quý vị hãy dành thời gian đón xem. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác.